Danh Huy mà cũng chuẩn bị chú mở lên là anh tắt cái đèn liền chứ. Em chưa hôn em đã tắt rồi anh ạ. Chính là trận này phải đánh vu công mới đúng anh bạn. Mày cũng ngựa đánh lắm. Tề thiên đại thánh mới đúng, tại vì là em còn mỗi cái ải cuối cùng đấy là ải động bàn tơ, ải mỹ nhân ấy, em chưa vượt được ấy. Và team ba nữ này là đáng nhẽ phải đánh Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh. Tao nhớ cái ải động bàn tơ rồi bên đường tâm tạng rồi chứ đâu phải mày đâu. Nó bảo tôi anh ba gọi sếp là Ngộ Không này hãy sếp. Không, em gọi thế sai rồi. Anh thế em phải gọi là Ngộ Không. Đấy, phải thế mới đúng. Ngộ Không. Bắt đầu sếp là ba. Em còn nhớ. Em còn nhớ cái đoạn mà mấy con nhện ấy thổi cát vào mặt và mắt Ngộ Không không? Đấy là bụi bay vào mắt em đấy. Tề Thiên Đại Đá. Cái gì đây? Tề Thiên Đại Đá anh. Chắc là nó sai à? Nó đúng chứ có sai đéo đâu. Phò à, đi đắp phò không? À không. Ngộ Không không có đắp phò đâu. Nhưng mà hôm trước bảo anh ba cho em qua team clear đó thì anh không cho, bây giờ có phải là tự nhiên em tiếc cái thằng Gumazu clear quá. Cỏ hả? Thôi, dừng bây giờ là meta solo nha. Bắn giúp tao hai ba cái không được hay sao á? Mày làm sao? Đúng rồi, em đánh nhau với nó em cũng phải cho anh biết thông tin như vậy. Mày làm sao đồ? Rồi Hiểu không? Để anh biết là em đang có thế thượng phong. Miếng nó về nha mọi người. Ai bay. Rồi, giết nó đi em. Giết đó. Hay gì vậy? Rồi giết đi em. Nó vô anh nè. Mày gan ngọt. Máu về với thiên hạ, máu về với tôi đi, trời ơi. Tộc chơi là tộc. Nó bắt tóc tiếng. Rồi, kế tụng. Sao mày chạy tụng ơi, sao mày bỏ anh. Rồi, Yami giết được miếng đó rồi. Hay Bi ơi, cẩn thận Bi ơi. Đây, anh sau lưng nè, tùng về, đánh sau lưng nè, tùng. Ok. Anh có đờ nha. Chơi luôn Bi ơi, phi hồn lên hung nó. Không sao anh em. Bông kêu lia lính đây, Tùng ơi. Bông kêu lia lính thôi Tùng ơi, Tùng. Hay Tùng. Mạng lên rồi. Ồ, anh ba. Nghe. Nào để kéo cái cục này xuống vậy? Cục nào? Mua đồ của em nó kéo lên trên đỉnh màn hình, em mua được đồ nữa này. Làm rồi. Tiền nào khỏe thế thấy? Tàu giết nó chăng? Tao còn đốt biến Tùng ơi. Nè bên đây luôn. Chạy đi. Không ăn. Đánh luôn tụi bay. Hay tụi bay. Hay nổi à?
Ai Tùng ơi, ví dụ như á, mình có thể mình giúp cho team bắn mấy con tăng tăng như đó Tùng. Em nói thật với anh là em đi nên em thắng ấy, tại thằng rừng nó ganh, em bảo là mất flash mà anh không lên á. Thì em đánh mấy con nam như vậy nó găng thì em phế dễ hơn, còn mà em đánh mấy con tăng lỡ nó có găng em còn này nọ cho team được. Hiểu không? Em lên tăng, em lên tăng nhá. Rồi đánh tăng đi. Mày đánh có ra mặt thì kêu mày lên tăng. Quá, có một đó hả? Trời ơi. Không flash, sập không flash, sập không flash. Giờ rồi, cũng không làm gì được đâu. Rồi. Trời cá đuối à. Không giết được nó luôn á. Tao đánh con nó pull này không được á Tùng ơi. Đánh với team này mình đánh không được. Ai da, ai da, sao hai đứa quýnh nhau. Thôi. Giết hết Tùng ơi, giết hết Tùng. Tùng. Chạy. Chạy không, hết hết chiêu rồi anh. Lên bắn một phát vào con kia nó không chết. Khổ điên. Trời đúng khổ điên luôn á. Khô gà lá chanh anh ba món ăn vặt đang được ưa chuộng hiện nay được hoàn thiện trên tiêu chí 3 không hoàn toàn, không có chất phụ gia, không chất bảo quản, không màu thực phẩm, được đóng gói chân không an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Đã biết anh em. Đánh đi. Chạy, kim chuột nhút. Dốt, ai da? Em sắp tụt huyết áp với anh bài đó. Mày đi đâu thế? Em đi về, em về chỗ. Mày đi đâu thế? Mà nó không cho em về, giờ em bảo là cái đủ má. Em chọn em sống. Tiệt chiều không có tùng cho em. Mọi thứ nó suôn sẻ ghê á. Mày dẹp ngay mấy con đam đam giúp bố mày cái nha Tùng nha. Em lấy xếp Tùng qua trên băng đi đánh hay lắm mà. Đấy em ra của xếp Tùng đâu rồi. Anh ba áp lực quá. Đâu anh có áp lực gì nữa. Thì em đã bảo với anh ngay từ đầu rồi là em phải dẹp qua để tiếp mà động bản tơ này ra. Anh bắn mù cho em à. Anh ba mua zero về để về hả anh ba mặt cười hạng 8 ha. Rồi em cứ cầu máu nó đi. À, để anh. Cảm ơn mình rồi. Xếp rồi. Em hôn gió thế là chết rồi, em nụ hôn đầu, em hôn đi đâu. Còn tin nữa kinh nghiệm hôn. Còn tin nữa hả? Còn chín. Hello anh Trung, ván này toang ha. Đấy, sát thủ ha. Anh đánh anh là đánh được mình không à? Em nghĩ ván sau anh ba nên đánh ra vần anh ba ơi. Một người đi rừng tư duy cao như anh ba thì đánh ra vần để carry team là đúng anh ba ơi. Chính là nãy giờ anh em mình đồng quy vu tận đúng 8 lần bằng nhau luôn. Chiến nào! Lên! Lên! Này. Anh ba ơi cho em hỏi là chuyên con gặp gì trên quải giày anh ba. Con mẹ ngon nha.
Nãy thấy sếp từng đánh con Irelia xanh lắm mà sao đánh với sếp A3 thành... Ủa Tùng, mới nãy mày đánh con, mày đánh đi top cho team Lia hả? Tùng, em đi đâu rồi? Em không, mới nãy á, mới nãy em đi top cho Lia đúng không? Irelia mid á, Irelia mid á. À, Irelia mid đánh với ai vậy? Mid bên kia là ai? Với lại chị Miu Nhi. Trời ơi, mày đi với Miu Nhi, hèn chi. Bữa nay đi với ổi gô nó khác liền đó chưa? Thôi gô đánh cho đái lên tốt. Con rừng nó lên ganh rồi. Đái. Thật qua là rừng nó ganh em nhiều quá. Đây rừng mình thì đứng... Thì đánh tay kỹ chứ. Đánh đánh con nóc tuôn mà. Đấu găng sớm cho em được tổn. Kệ, à kệ 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 kệ. Tông. Đấy, Tùng đánh, Tùng đánh. Cứu anh Tùng, cứu anh. Cứu anh. Cả lò nó ở đây luôn mà. Chạy đi. Gì vậy anh hả? Chạy đi anh. Sáng hả? Đang sống hả? Bắn Tùng. Bắn. Đây nha. Hai. Hai. Oh yeah.